Thưa quý vị, đầu tháng 10 tại công ty kho vận và cảng Cẩm Phả, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị vùng Cẩm Phả, Hạ Long và miền Tây Quảng Ninh về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023 nhằm đáp ứng nguồn than cho phát triển nền kinh tế. Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn ông Ngô Hoàng Ngân và Tổng giám đốc tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân đã có chỉ đạo cụ thể cho từng vùng và yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam và cả nước. Nhờ bám sát chỉ đạo, các đơn vị tại ba vùng đã chủ động sản xuất, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Sau 9 tháng, sản lượng than nguyên khai sản xuất đều đạt trên 70% kế hoạch năm. Tiêu biểu có những đơn vị đạt trên 80% kế hoạch năm. Doanh thu và tiền lương của các đơn vị khối than cơ bản hoàn thành kế hoạch. Tại hội nghị, Tổng giám đốc tập đoàn Đặng Thanh Hải cho rằng năm 2023 các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhiều khó khăn hơn năm 2022. Trong đó, quý 4 là quý sản xuất quan trọng, do vậy các đơn vị phải tập trung cao độ sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm 2024. Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt phương châm an toàn, an ninh, an sinh. Trong đó, an toàn lao động là mục tiêu quan trọng hàng đầu.